đời không dám tới, đành viết cho tôi nhà tình sao lắm đời. Đơn vị thường khi nằm trên đất giặc, em trong hai hồng tiếng hát môi. Vâng, em đang test thử một cặp loa 450C hàng xịn các bác nhá. Hàng xịn, hàng zin. Đấy. Các bác cùng xem. Em thử trước một. Vâng, các bác cùng xem qua, em tả cái độ chất lượng, độ zin. Loa này thì là zin xịn các bác nhá. Và màng rất là đẹp. Cân nhỏ. Các bạn thấy chưa? Rất còn rất là ok các bác nhá. Đấy. Và đây là cặp loa, nói thật các bác là em chia sẻ luôn này. Cặp loa zin xịn. Chuẩn, chất âm hay. Mỹ mãn luôn. Đấy. Nhưng đây gọi là lước 2 các bạn. Các bác nhìn qua chắc chắn là cũng nói chung phải thật là kỹ, thật là tinh mới thấy gọi là nó màu nó gọi là xuống một chút xíu thôi. Xíu xíu rồi. Trong mắt thợ bên em sẽ lọc ra những cặp loa lước 2 để bán cho những bác gọi là khuôn tiền. Và em nói luôn, tuy là lước 2 nhưng mà nếu nhiều người ta bảo đây là xuất sắc thì vẫn là ok quá nhá. Đấy, nhưng em chỉ bán 4 triệu 300 nghìn tại cửa hàng. Một cặp loa rất là đẹp luôn các bác nhá. Thế cho nên là các bác lưu ý, nhiều nơi người ta bán hàng 450C rẻ tiền, 45, 47, thậm chí 5 triệu chưa chắc đã đẹp bằng như này đâu các bác. Lưu ý, còn những sản phẩm đẹp xuất sắc bên em thì giá trên 5 triệu. Các bác mua cặp loa này nó rẻ đi tiền triệu. Và nhưng về chất âm, về chất lượng chẳng khác gì nhau cả. Đấy, cặp loa này sẽ chuyển về Hải Dương cho bác khách đã chuyển đủ tiền cho em. Vâng, em thi thoảng bán những cặp loa hàng lước 2 này cho các bác yêu cầu. Nói thực sự các bác chẳng khác gì nhau cả. Các bác đừng so những cặp loa làm lại nhá. Những cặp loa nó lỗi thì những cặp loa đấy sẽ rẻ đi nhiều. Còn đối với em thì em làm hàng tuyển, nhưng mà hàng trăm đôi em sẽ lọc ra độ 3-4 đôi đến 5 đôi chẳng hạn. Em vẫn đang có vài đôi để bán cho những bác nào gọi là bình dân tiền, với mức giá gọi là êm nhất có thể em sẽ cung cấp cho các bác. Còn những sản phẩm đẹp hết lớp thì em rất là nhiều các bác ạ. Em rất là nhiều. Còn sản phẩm này em ít lên sóng các bác nhé. Đây, ví dụ những cái sản phẩm mà đẹp hết cỡ là nó như thế này. Đấy, còn sản phẩm này thì em rất nhiều. Và sản phẩm này em bán cực nhiều luôn. Đấy các bác nhá. Còn đây là sản phẩm nước 2. Nước 2 nhưng vẫn là bao zin các bác. Thì bên em làm hàng nó cũng rõ ràng cụ thể để các bác và anh em cùng tham khảo và cùng cân nhắc để mua những sản phẩm nào cho hợp lý. Và nhưng mà em cũng chia sẻ đối với những bác là muốn khuôn tiền, vừa tiền thì nên sử dụng những sản phẩm như thế này. Quan trọng là bán là người thật, việc thật, nó rõ ràng. Chứ không phải là như thế này quảng cáo đẹp vẫn ok thôi, đúng không? Đẹp long lanh xuất sắc thì bán được cao. Nhưng em thì em nói rõ luôn vì em nhiều, em chẳng ngại gì cả. Kể cả có những cặp loa nó lát tươm, em vẫn bán thanh lý. Kể cả những cặp loa BB hàng nhái của các bác, em bán hộ các bác là em nói rõ là hàng nhái. Thế cho nên là cũng rất dễ thôi, rất thoải mái giữa người mua người bán. Thế cho nên là không bị trách nhau. Đấy. Các bác có nhu cầu alo cho em 450C thì em rất là nhiều. Đặc biệt là hàng xuất sắc, tuyệt chọn. Còn những cái sản phẩm hàng nước 2 hay hàng thanh lý, các bác cứ alo cho em. Những sản phẩm thanh lý ở kho em cũng có, nhưng mà em nói luôn này, những sản phẩm thanh lý thì các bác nào phải chí thêm mua. Còn bên em gần như ít thời gian để làm cái hàng thanh lý. Thì hàng thanh lý thường là những cái thời gian rảnh rỗi em mới cho anh em dọn được.
hoặc là lắp vào được. Chứ còn ở những thời gian này là em chỉ thích bán hàng đẹp, em nói luôn, chỉ thích bán hàng chuẩn, hàng xuất sắc đấy. Vì hàng đó bên em lựa chọn nó theo một dây chuyền và làm số lượng lớn. Còn hàng nước 2 thì đương nhiên bọn em sẽ gạt ra, nó sẽ thành nước 2. Nhưng về chất lượng, chất âm em nói từ đầu rồi, không ảnh hưởng gì. Vậy các bác có nhu cầu hãy alo cho em. Đấy, xem được video bổ ích, ý nghĩa, các bác đăng ký kênh giúp em và chuông thông báo. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.